chúng ta nói về cái lò hoại tử, chúng ta biết nó là nhiều cái lò hoại tử, lò hoại tử nó diễn ra trong cùng nhiều tế bào trước. Nhưng mà nếu nó diễn ra trong một cái mô với khá nhiều tế bào thì đó chúng ta có một cái hình thức hình thái mô hoặc khá là đặc biệt của mô hoại tử. Và chúng ta có phân biệt năm cái hình thái mô hoại khác nhau: hoại tử đông, hoại tử hóa lỏng, hoại tử mở, hoại tử bã đậu và hoại tử hoại thư. Hoại tử đông là gì? Hoại tử đông là một cái hoại tử diễn ra thường thường là do tiếp xúc tươi. Tiếp xúc tươi gây hoại tử cái vùng tế bào, và khi đó các chị thấy rằng trong hoại tử đông người ta nói là do cái tình trạng quan hóa ngoại bào quá mạnh, khiến cho những cái âm viên nội vào bên trong tế bào đó, nó không kịp phân rã các tế bào ra. Và như vậy là khi mà tế bào đã bị chết đi thì nó bị nguyên si cái hình thái của nó, và nên nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh rất là đặc biệt, người ta gọi là hoại tử đông. Thì nhìn hoại tử đông thì cái mô hoại tử các chị sẽ thấy rằng nó là những cái đám màu trắng chắc như thế này, các chị sờ vô nó chắc, nó chắc như thế này. Và về vi thể thì các chị sẽ thấy hình ảnh của một cái thành phố chết. Chúng ta có đi vào cái thành phố chết là cái gì? Là khi các chị bước vào trong cái thành phố đó, các chị thấy nhà cửa vẫn còn nguyên nguyên nhưng mà không còn sự sống trong đó nữa. Các chị vẫn biết được cái tòa nhà đó là tòa nhà tên gì, bởi vì nó vẫn còn nguyên hình thù của nó nhưng mà không còn sự sống trong đó. Thì đối với cái hoại tử đông thì các chị thấy nếu mà chúng ta xin giết cái mẫu mô ra, các chị vẫn nhận diện được đó là mô gì. Chẳng hạn như trong tình huống này, các chị thấy những cái tế bào mà phân nhánh như thế này, tế bào cơ phân nhánh như thế này, các chị biết đây là xin giết. Kết hợp với lâm sàng các chị biết đây là một sinh tiết từ cơ tim. Nhưng mà các chị thấy rõ ràng những tế bào cơ tim này nó đã không còn sống nữa, bởi vì nhân nó bị tan mất ở đây, còn mờ nhân không ở đây, không thấy chân nữa, và mặt tim nó trở nên rõ hơn, và các chị thấy những cái vân ngang vân dọc của nó cũng không còn nữa. Như vậy đây là những tế bào đã chết, đã hoại tử, nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái cấu trúc cơ học để chúng ta nhận diện được, thì đó chính là hoại tử đông. Còn đây là một cái hoại tử đông nữa, hoại tử đông thường thường là do thiếu máu tươi, những cái mạch máu tươi tận, chẳng hạn như trong thận hoặc là trong tim như chúng ta thấy hồi nãy. Thì cái mô hoại tử các chị thấy đây là bình thường, nó đây là bình thường mô hoại tử, các chị thấy nó có một cái màu chắc đặc như thế này, màu trắng chắc như thế này. Và khi mà cái chí cái vùng đó ra, các chị thấy đây các chị nhìn ra được cái gì không ạ? Đây cái số này hồng thận, hồng thận chúng ta vẫn biết được đó là hồng thận, hồng thận. Nhưng mà những cái tế bào này là những tế bào đã chết, thì chúng ta biết nó chết rồi, thì chúng ta nguyên nhân của nó tan là do nó bó lại thành một cục đen và một tư lên đỏ, chứ nó không còn nó đỏ chứ nó không còn ý chí hồng thận như là cái bọc tương của những tế bào còn sống nữa. Và sau khi mà tử vong thì diễn ra trong một số thời gian nhất định thôi, rồi sau đó nó sẽ trở thành cái nó sẽ được vững ra, rồi nó sẽ được thay nhà ổ cái tế bào tim dọn dẹp cái ổ hoại tử này. Chúng ta bước qua cái hoại tử thứ hai là hoại tử hóa lỏng. Thì mô hoại tử đông là mô hoại tử như chúng ta nói với con và dễ nhớ, là các chị nhớ một cái thằng tôi chết thì cái cấu trúc còn nguyên vẹn. Còn hoại tử hóa lỏng là một cái hoại tử mà mô hoại tử nó trở thành một cái đám chất lỏng đẻo, một cái đám chất lỏng đẻo không còn cấu trúc mô học nữa. Chẳng hạn như đây là một cái áp xe ở trên răng, rồi khi mà bị nhiễm vi trùng vào trong cái vùng nướu răng này thì nó sẽ gây ra một cái hoại tử của cái mô này, mà các chị thấy một cái đám hoại tử là cái đám dèo dèo với những cái nát vỡ của những cái con mạch cầu và những cái mô ở đây thì vỡ lên thành cái đám lỏng thể như thế này. Hoặc là trong cái hoại tử ở mô não thì người ta thấy hoại tử mô não cũng là một cái tình trạng hoại tử cơ bắp và máu nuôi, nhưng mà nó lại không có là một cái hoại tử đông mà nó là một cái hoại tử hóa lỏng hay từ đầu. Cái cơ chế thì sao người ta không có rõ, người ta chỉ biết là mô hoại tử nó trở nên lỏng lẻ như thế này. Và trong trường hợp này sau khi người ta cắt đôi cái tổn thương ra thì cái chất lỏng lẻ nó bị thoát ra ngoài và để lại cái mắt trống như thế này, thì đó là hoại tử hóa lỏng. Một cái hoại tử nữa là hoại tử mở. Hoại tử mở là hoại tử của mô mở. Ở đây các chị thấy một cái tiêu điểm, đó là những cái vết lớn đẹp cày trên cái mặt treo của bụng trong tình trạng viêm tụy cấp. Cho này các chị học về nội khoa, ngoại khoa các chị chắc sẽ được mô tả về những cái tình huống viêm tụy cấp. Thì trong viêm tụy cấp, tế bào tụy nó bị vỡ ra, và các chị biết là những cái âm viêm siêu đạm siêu liên tiếp ở bên trong cái tế bào tụy nó sẽ bị chảy vào trong ổ bụng. Và khi nó chảy vào trong ổ bụng, nó đi ngang cái mặt teo, mặt nối. Các chị biết mặt teo chủ yếu được cấu tạo bởi những tế bào mỡ, và tế bào mỡ thì nó nhiều những chiếc dây đó. Thì các chị biết là những cái men nó sẽ tiêu thụ những tế bào mỡ này, và nó sẽ gây ra một cái tình trạng phá hủy những tế bào mỡ, và chúng ta có tình trạng hoại tử mỡ. Thì hoại tử mỡ đây là những tế bào mỡ bình thường, còn ở đây là những tế bào mỡ bị hoại tử, các chị thấy nó bị vỡ ra, bị thâm nhập cái thành phần của một viên ở trong đây, giải đáp như thế này, không còn nguyên vẹn nữa, đó là hoại tử mỡ. Còn có thể xảy ra sau những cái chấn thương, thì những cái mô có nhiều mỡ, nếu mà chẳng may bị chấn thương
và đập rất là mạnh, và trong đó thì lúc đó tế bào mỡ sẽ bị vỡ ra, và khi đó nó sẽ kích thích tổng viêm, tế bào viêm sẽ tới cũng qua những cái tế bào mỡ bị hoại tử lên mạng. Ở đây là những cái phong đại thực vào và tương nó rất nhiều phong đại mỡ hay nhỏ, bởi vì nó ăn rất nhiều những giọt mỡ đầy ở trong cái bụng như thế này. Một cái dạng hoại tử đó là hoại tử tả cầu, hoại tử tả cầu xảy ra sau một cái viêm trong dịch vụ viêm nào, và trong cái tuần tới đó chị sẽ được học về tổn thương viêm, tổn thương cơ bản về viêm, nên chị sẽ được học về viêm cấp, viêm mãn tính và những cái viêm chẳng hạn như trong đó viêm hẹp. Thì viêm tao là một cái tình trạng viêm hẹp cho viêm khủng tao, khi đó thì viêm khủng tao trong cái quá trình viêm này nó sẽ phá vỡ, nó gây hoại tử những cái tế bào đặc biệt nơi không đại và đại bào đang nằm ở trong đó, gây ra một cái đám hoại tử dạng bộ 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 bộ. Giống như các chị xây trên bã ở nhà, các chị cao ở trong các chị xây ra bộ bộ như vậy đó, là bã đầu. Thì ngoài tử bã đầu nó là một cái hoại tử nằm xuống giữa những cái hang lao như thế này. Cái này chúng ta được xem trong bài kế tiếp và trong cái bài thực tập của chúng ta. Và cuối cùng là hoại tử hoại thương, thực ra là hoại tử hoại thương là hoại tử đầu tiên chứ không vui. Thì đó là một cái tên đặc biệt dùng cho cái hoại tử đầu tiên chứ không vui thôi. Thì trong giai đoạn đầu đó là một cái hoại tử đông, cái mô hoại tử nó vẫn còn nguyên cấu trúc hình thế như nhìn thấy như vậy, nhưng mà các chị biết là toàn bộ tế bào nó đã bị chết rồi. Và sau đó thì giai đoạn thứ hai thì nó là giai đoạn hoại tử hóa mỏng. Khi đó thì ví dụ hiện tượng của những cái nó sẽ tiêu hủy những cái mô hoại tử đi, và các chị thấy